tại thành phố Toronto, Canada kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay. Sau một thời gian dài, các lớp học năng khiếu nghệ thuật dành cho trẻ em tại thành phố này mới có thể mở cửa. Nhiều lớp như học hát, múa, vẽ đã mở ra. Thế nhưng cộng đồng người Việt vẫn dè dặt cho con em mình tham gia bởi dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn. Cũng vì thế, những lớp học online vẫn được các bậc phụ huynh lựa chọn để bảo đảm an toàn cho các em. Buổi học vẽ online cuối tuần do họa sĩ Phạm Đức Duy giảng dạy. Mặc dù là buổi học online, nhưng các em nhỏ người Việt đang sinh sống tại Toronto, Canada không hề mất đi sự hào hứng khi khám phá vẻ đẹp thế giới đầy sắc màu qua màn hình. Điều này đã mang lại niềm vui cho các em trong mùa dịch và các bậc cha mẹ cũng có thêm thời gian gần gũi, động viên, khích lệ con. Vì đây mùa COVID cho nên ba mẹ của con cho con học online. Con học vẽ. Con rất là thích học online, tại vì thầy vẽ rất là đẹp, có ba con ngồi cạnh con. Con rất là thích học online, tại vì nó rất là đẹp. Nhờ ứng dụng các kỹ thuật công nghệ dạy và học trực tuyến, sự say mê trong nghệ thuật cùng tâm huyết với các em nhỏ, nên họa sĩ Đức Duy đã mở nhiều lớp vẽ cho mọi lứa tuổi. Các lớp học vẽ này thu hút đông đúc lượng học viên nhỏ tuổi, qua đó hướng các em vào những lành mạnh, bổ ích, vui tươi, giữ tinh thần lạc quan trong mùa dịch. Do dịch thì mình chỉ có thể dạy được online qua một số phần mềm online. Thì nó cũng sẽ có một chút cái khó khăn về khi mà mình chỉ dạy cho các bé về các cái kỹ thuật vẽ, nhưng nó không quá quá lớn, cái khó khăn đấy không quá lớn. Nhưng mà mình có các cái video quay lại cái quá trình mình vẽ để cho các bé, thì các bé hiểu bài rất tốt và may mắn là các bé cũng rất là hứng thú, và bố mẹ cũng vậy, bố mẹ dành được cái thời gian cho con cái và bố mẹ hiểu được là con mình có sở trường làm sao, có sở thích như thế nào, và bố mẹ biết lắng nghe con cái hơn, và lúc đấy như bố mẹ với con sẽ trở thành như một người bạn cho đồng hành trong suốt cái cuộc đời. Lớp học này là một ý tưởng linh động, sáng tạo và kịp thời của họa sĩ Đức Duy dành riêng cho các gia đình Việt khi mà các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa cuối tuần của các em đã bị hủy bỏ hơn 5 tháng này kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Toronto, Canada.